Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phải trang thủ tướng chính tìm mọi cách tạo điều kiện và làm lợi cho Bắc Kinh. Sau hơn 2 tháng nhậm chức tổng bí thư, ông Tô Lâm đã có một số động thái được cho là thách thức đối với Bắc Kinh, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền ở Biển Đông, trong khi đẩy mạnh quan hệ với Hoa Kỳ và phương Tây. Thậm chí có nhận định cho rằng Tô Lâm không giấu giếm ý đồ chống Bắc Kinh. Và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Theo một số đánh giá, Việt Nam có một sự tính toán chủ ý khi tập trung ưu tiên nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các quốc gia chủ chốt tham gia vào NATO châu Á trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở như Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, Hàn Quốc đã cho thấy. Đáng chú ý, cho tới nay giới chức tướng lĩnh quân đội vẫn im hơi lặng tiếng, không có phản ứng công khai như đồng đoán. Tuy nhiên, theo giới quan sát, trên cương vị thủ tướng ông phạm minh chính vẫn miệt mài với chức trách của mình người ta ít thấy hay thậm chí không thấy ông chính có các biểu hiện can dự vào chuyện nội bộ của đảng nhưng có suy đoán cho rằng đằng sau các chủ trương của chính phủ việt nam dường như ông chính đang cố tình làm lợi cho trung quốc ví dụ như trong khi các hãng công nghệ lớn của hoa kỳ có một số nghi ngại và không dám đầu tư vào việt nam thì giới chức chính phủ và các công ty nhà nước vẫn mở cửa và chọn lựa công ty trung quốc nhận thầu trong việc lắp đặt 10 tuyến cáp quang dưới biển. Đây là một phần của chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký ngày 9 tháng 10. Trong khi đó, do lo ngại về vấn đề an ninh, giới chức Mỹ đã kêu gọi Việt Nam hết sức tránh các nhà thầu Trung Quốc đặc biệt liên quan đến dự án xây dựng mới các tuyến cáp quang dưới biển. Cụ thể, Hoa Kỳ đã thúc giục Việt Nam phải tránh xa công ty lắp đặt cáp SMN Technology của Trung Quốc trong kế hoạch xây dựng 10 tuyến cáp mới dưới biển từ nay đến năm 2030. Cảnh báo này được đưa ra do lo ngại Bắc Kinh sẽ do thám và đánh cắp các dữ liệu, trong đó có mối nguy tiềm tàng đối với an ninh, quốc phòng, cũng như khả năng phá hoại và hoạt động gián điệp. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Thủ tướng chính vẫn quyết định lựa chọn nhà thầu SMN của Trung Quốc. Và đây là hình tuyến đường sắt cao tốc. Tương tự, trong dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, giới quan sát vẫn lo ngại bàn tay của Bắc Kinh trong dự án này, mặc dù đã có chủ trương không vay tiền bất cứ nước nào để thực hiện dự án. Có người đặt câu hỏi tại sao dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lại nóng lên giữa lúc này? Tại sao Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chỉ bàn làm không bàn lùi? Phải chăng do có sự thúc đẩy của Trung Nam Hải? Hơn nữa, mặc dù sự chuẩn bị cho cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam chưa đầy đủ và chú đáo. Đồng thời đã có sự phản đối và nghi ngờ của công luận, nhưng Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn yêu cầu Hội đồng thẩm định nhà nước phải hoàn thành thẩm định trước ngày 18 tháng 10, ngày trước khi khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sự vội vã của Thủ tướng Chính có liên quan gì đến những thỏa thuận của Chủ tịch Tập Cận Bình với lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 12 năm 2023 hay không? Khi đó ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ mang đến công nghệ đường sắt cao cấp để giúp Việt Nam nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, cũng như phía Trung Quốc sẵn sàng cung cấp các khoản trợ cấp và cho vay. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam nằm trong đại dự án vành đai con đường của Trung Quốc, với mục đích gây ảnh hưởng về chính trị và kinh tế, đồng thời là bẫy nợ rất nguy hiểm đối với các quốc gia vay vốn Trung Quốc. Theo một số ý kiến, ngoài Trung Quốc, Việt Nam sẽ khó tìm được một nhà đầu tư có khả năng vốn cũng như công nghệ làm đường sắt cao tốc trong lúc Việt Nam hoàn toàn không đủ vốn và không có công nghệ. Do vậy, đối với dự án trị giá gần 70 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam buộc phải vay vốn Trung Quốc là điều khó tránh khỏi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phải chăng Thủ tướng Chính tìm mọi cách tạo điều kiện và làm lợi cho Bắc Kinh? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Mở cuộc thi về sách của Tổng Trọng chỉ phục vụ nhu cầu của đảng. Ngày 9 tháng 10, AFA Tiếng Việt bình luận, mở cuộc thi về sách của ông Nguyễn Phú Trọng giúp ích được gì? Theo AFA, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội vừa tổ chức phát động cuộc thi toàn quốc tìm hiểu về cuốn sách của Tổng Trọng. Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. AFA dẫn ý kiến của thầy giáo Đỗ Việt Khoa, giáo viên trường trung học phổ thông Thường tính Hà Nội cho biết. Ở Việt Nam, chuyện đó thỉnh thoảng vẫn diễn ra, hết tìm hiểu nhân vật này lại đến nhân vật kia. Trong khi ông Nguyễn Phú Trọng không phải là một nhà viết sách, không phải là một nhà lý luận giỏi Vậy cuộc thi vẽ ra như vậy rất lãng phí và không cần thiết. Như chúng tôi đây còn không biết rằng ông Trọng có những tác phẩm gì xuất sắc, cho nên tôi thấy không nên tổ chức những cuộc thi như vậy. Và đây là hình bài trên AFA. Theo thầy giáo Đỗ Việt Khoa, học sinh cần rất nhiều nhiệm vụ khác phải làm, các cơ quan chức năng cũng còn rất nhiều việc khác phải thực hiện, chứ không phải nên tổ chức cuộc thi như vậy. AFA dẫn lời ông Trần Anh Quân, một người trẻ hoạt động xã hội nói rằng giới trẻ bây giờ bị tình trạng nhạc đảng, khô đoàn, xa rời chính trị. Chuyện này đảng Cộng sản cũng phải thừa nhận. Nên họ tổ chức những cuộc thi này để nhòi sọ, buộc học sinh, sinh viên phải đọc sách ông trọng để trung thành với chế độ. Chứ người trẻ Việt Nam bây giờ mà cầm cuốn sách chính trị nào do Cộng sản viết là cảm thấy ngán ngẩm, có chăng những cuốn sách về chính trị phương Tây thì mới cuốn hút được một số bạn chỉ trừ các bạn đoàn viên, sinh viên, học sinh bị ép phải đọc để tham gia cuộc thi, lấy điểm rèn luyện, điểm thi đua. Khi bị tình trạng nhạt đảng, khô đoàn rồi thì chẳng ai quan tâm tới cuộc thi này. Bị ép phải thi thì đọc sơ sơ rồi dùng chat GFT viết để nộp lấy chỉ tiêu thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Có khi viết xong nộp rồi lại chẳng nhớ mình đã viết những gì. AFA dẫn lời một phụ huynh ở Việt Nam cho rằng văn hóa là sự tích lũy qua hàng ngàn năm không phải khi có quyển sách nói về Việt Nam của ông Trọng thì người dân mới hiểu, mới nhận thức về văn hóa nên kế thừa, bảo tồn và phát huy như thế nào trong đời sống của cộng đồng xã hội. Và đây là hình bộ văn hóa phát động cuộc thi toàn quốc tìm hiểu về cuốn sách của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội. Vị phụ huynh nói rằng không biết hiệu quả của cuộc thi như thế nào nên không dám nhận xét. Song ông nghĩ có ai dành thời gian để đọc hết quyển sách đó? rồi sau đó nghiền ngẫm, chắc lọc để viết một bài thi có chất lượng hay không? Trả lời được câu đó cũng chính là nói lên kết quả cuộc thi. AFA cho biết, trong vòng chưa đầy 2 năm, tổng trọng đã có ít nhất 3 cuốn sách được báo chí trong nước viết bài ca ngợi, tung hô, chưa kể cuốn xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói trên. AFA dẫn nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng, chuyên gia ngôn ngữ học cho rằng, mỗi bên, mỗi khối phụ trách tư tưởng, họ ăn lương, ăn tiền thuế của dân, rồi họ ngồi nghĩ ra những chuyện như vậy. Nhưng mà nó chỉ để thỏa mãn chính nhu cầu của bộ máy hơn là góp phần soi sáng gì cho nhân dân. Những điều ông Trọng nói thực tiễn cho biết rằng, cái gì làm được, cái gì không, mà thực tiễn ngay bây giờ đã phủ nhận. AFA cũng cho biết, khi góp ý về hai cuốn sách của Tổng Trọng vào tháng 5 năm 2023, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy từng cho rằng, việc giới thiệu những cuốn sách của ông Trọng như là một cách đánh bóng hình ảnh về một vị lãnh tụ đảng Cộng sản sắp từ giả chính trường. Hơn là đưa ra những kinh nghiệm hay chia sẻ kiến thức hữu ích nhằm đóng góp vào kiến thức học thuật chính trị hay cách điều hành quốc gia. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Mở cuộc thi về sách của Tổng trọng chỉ phục vụ nhu cầu của đảng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.